cùng ngủ. Và điều liên kết chúng ta có thể ở lại với nhau ngày hôm nay đó chính là một sự liên kết sức đặc biệt, đó là từ giọng nói của chúng ta, một giọng nói hết sức thân thương, mộc mạc, chân thật, giản dị nhưng cũng không đầy, nhưng cũng không kém phần đây cuốn rũ. Bình thường giữa những nơi đứng thanh quê người, giữa những dòng thám hướng thức êm ái, khi tiếng hát tỉnh cất lên, khi chúng ta đi đường nghe một tiếng hát tỉnh cất lên giữa một nơi thanh quê người thế này, thì cảm giác hết sức thân thương, cảm giác như tìm thấy người nhà của mình vậy. Bình thường thì một câu nói rằng mày đi mua rửa sẽ thấy về, bạn đi đâu đấy, mày đi đâu vậy, hay cái này làm gì ấy, cái này làm rắn ấy, thì thấy rằng là cái này làm như thế nào nhỉ. Thì ở đây những cái gặp người đồng hương của chúng ta thể được nói được trong nói của mình để cho có hiểu nhau hơn, và chính trong nói là để liên kết chúng ta có thể ngồi lại với nhau hôm nay. Mày đi đâu rồi, tao đừng lấy đấy. Em đẩy đấy hả anh ạ? Chị ơi, mày về đi. Và trong buổi ngày hôm nay thì ngay sau đây xin mời anh Công Hoàng, Hội trưởng Hội đồng hương để tiến theo luật, sẽ thay mặt ban tổ chức lên tuyên bố lý do và bỏ số đơn phát biểu để bắt đầu cho những điều thú vị sẽ diễn ra ngay sau đây. Xin mời anh. Lần đầu tiên trong hoàng xin gửi lời chào tất cả các anh chị, các bạn cũng như em trong buổi tối ngày hôm nay. Thì tiếp nối cái truyền thống của hội đồng hương sinh viên nghệ tĩnh tại trường đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhân dịp 29 tháng 5 năm 5 thì hội sẽ tổ chức đại hội thường niên nhằm kỷ niệm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như là ngày thành lập hội 29 tháng 5. Thì đã qua 21 mùa luôn. Cái hồi của mình là đã được 21 tuổi, tức là lấy từ khi bắt đầu thành lập trường luôn. Thì truyền thống đó đã tiếp đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác, mặc dù có những cũng bậc cảm xúc khác nhau, có cái gọi là sự lớn mạnh khác nhau, nhưng hàng năm chúng ta đều phải tổ chức cái chương trình này. Và hôm nay đây thì ban tổ chức cũng là ban liên lạc đã tổ chức một cái buổi lễ gọi là ra ngoài, và thấy là các lễ của ngày 29 tháng 5 thì thấy mặt những người làm gia đình đi, và xin cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn, các em đã cố gắng dành thời gian để tham gia chương trình này. Và đây là chương trình của ba người ngồi này và đến đứng đấy. Chị Hà, thì có bận để sắp xếp cái chương trình 666 chương trình năm nghề này, cho nên là không có mặt ở đấy. Thì là hãy mặt hai chị và anh cũng xin gửi lời nhắn nhủ từ các em, đó là làm sao để cho hội chúng ta ngày càng phát triển mạnh, và anh muốn sẽ có những cái buổi như thế này ở các năm sau vào đúng thời gian này, và chúng ta không ngần ngại đến với nhau. Tất nhiên ở đây sẽ có những con người đã biết nhau rồi, nhưng chưa hẳn đã biết hết tất cả. Mình phải có những buổi như thế này thì mình mới có thể giao lưu học hỏi được những cái kinh nghiệm, những cái gọi là cái niềm sống văn hóa của cái nước. Thì một lần nữa thì cho Hoàng gửi lời cảm ơn tới các anh chị, các bạn, các em đã đến với buổi tối ngày hôm nay. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn những lời chia sẻ thật lòng đến từ hội trưởng của chúng ta. Và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau trải qua hơn 100 cái số để đến đây. Và buổi sáng buổi trưa hôm nay chúng ta đã có đôi thi để cho thấy được sự khéo léo và sáng của đội mình, bằng phần có phần thi ẩm thực nấu ăn
đến buổi trưa thì chúng ta có thể được sự năng động, tự tin, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết qua các trò chơi vận động. Và buổi tối hôm nay, cái giây phút nào đây chính là lúc để các đội thi thể hiện được phần tài năng của đội mình. Có người nghệ tính chịu thương chịu khó, có người nghệ tính cần cù thông minh, và có người nghệ tính tài năng thượng thừa. Tài năng đó là gì? Xin mời mọi người cùng đón xem. Câu mở đầu của phần thi văn nghệ ngày hôm nay chính là tiếng mục đến từ đội thứ nhất. Đội thứ nhất ở đâu? Cho mình thấy các bạn đi ạ. Đội 1 đấy là gì nhỉ?